về xinh. Ông đọc đấy. Cái bài thơ tôi vừa gửi cho ông chưa? Đọc đi. Vui nhỉ? Bé mồm thôi, cho chị em chúng tôi còn xem. Ông này, có mấy cái câu thơ viết về hai chị em nhà bà hay lắm ấy. Ừ, toàn là khen thôi ấy, nghe nhá. Trời sinh con gái có duyên, mặt dày mũi mỏng, mắt huyền trợ to. Trời sinh con gái ki bo, có gì là cho hết, chẳng lo gì đời. Trời sinh con gái rất ngoan, chẳng vâng chẳng dạ, nói ngang cái bỗ bàn. Trời sinh con gái đoan trang, hơi tí nổi cáu ít chẳng nào ưa. Trời sinh con gái khó cưa, ga lăng sành điệu mặc lửa như chơi. Trời sinh con gái ít lời, vài ba cô lại trợ trời nó mỏng xa. Trời sinh con gái nết na, tối ngày sần nhảy quán ba la cà. Trời sinh con gái thì giận người yêu, giận luôn cha của chàng. Trời sinh con gái lại đoàng hoàng, ra đường thô lỗ chẳng màng xung quanh. Trời sinh con gái mỏng manh, tức lên là dở võ. Đánh anh tức thì. Đàn ông các ông thì hoành tráng lắm đấy, tử tế lắm đấy. Tất nhiên, bọn tôi nhá, vừa men lì này, ga lăng này, hào phóng này, có bản lĩnh nữa cơ. Vân vân và vân vân. Công nhận các ông men lì thật, có mà lì quá lên men thì có ấy. Là người tắm này, hôi hám bẩn thỉu này, đã thế còn chơi chẽn và nói dối nữa. Cái gì hào phóng á? Hào phóng á là những lúc cần ấy, cũng chỉ phóng ra được vài cái đồng hào bạc. Bản lĩnh mà gặp chuyện là công đức lên mà chạy nhiều. Nói tóm lại, con gái các bà ấy lắm chuyện hơn bọn tôi, nhiều tật xấu hơn. Ừ, chính xác. Mà tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao đàn ông lại cứ phải yêu đàn bà này. Ồ, thế sao hai ông không yêu nhau đi? Giống đực thì không có giống cái, thì sinh thái lại không ôn hòa. Nhưng mà nó tóm lại ý, là con gái bọn bà có nhiều tính xấu lắm. Nhất là cái tính buôn chuyện ấy. Không, tôi thấy cái tính xấu nhất không phải là buôn chuyện, mà là tính đố kỵ cơ. Ờ. Cái gì? Đố kỵ á? Ai đố kỵ em không cần biết. Em chỉ cần biết là chị em rất là yêu thương nhau, đoàn kết với nhau. Không bao giờ có chuyện đố kỵ cả. Ừ, đúng rồi, em gái cu te của chị. Chị em mình là tốt nhất trên đời luôn, đúng không? Ông cũng muốn nhìn thấy cuộc chiến giữa con nhọn thôi. Mà cách nào? Này hai chị em thân thiết, bây giờ hai người trở nên đố kỵ lẫn nhau ấy, thì mỗi người nộp cho bọn này 2 lít nha. Ok luôn, chị em thân thì sao phải xoắn. Nhưng ngược lại, hai ông cũng thế. Nhận luôn. Chị em thân nhở, thân này lấy lo. Nana. Dạ. Hôm qua Hùng bạn anh ấy nhìn thấy ảnh của em trên Face, nó khen em luôn mồm ấy. Để em đoán nhá, có phải là anh ấy khen em xinh, khen em dễ thương, khen em duyên và khen mắt em long lanh không ạ? Ủa, em đoán chuẩn thế. Ừ, ai mà chả khen em thế. Anh ấy đẹp trai mà. Ừ, thích đá hình gì? Đầy thể. Đẹp dai như Hàn Quốc mà tiêu tiền như dai Mỹ, chỉ đôi như dai Việt Nam luôn. Anh yêu người yêu chưa? Chưa. Chưa có người yêu làm sao mà biết là anh ấy chiều nhỉ? À, chắc chắn là nó sẽ chiều bởi vì nó là người Việt Nam mà. Nó đang cực kỳ kết em, thế cho nên anh tính là sẽ giới thiệu nó cho em. Em đồng ý luôn, đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Thế trước khi là để cho hai người làm quen với nhau, anh sẽ tiết lộ cho em một bí mật. Đảm bảo em làm đúng như những gì anh nói thì bạn anh sẽ quỳ gục dưới chân em mà xin chết luôn. À, bí mật gì à? Bạn anh ấy là có style thích những cô gái búi tóc cao lên tận não, để lớp trắng này, đánh mắt thì màu xanh biếc, mà nhất là em phải mặc một chiếc váy màu hồng ở phía dưới hơi xòe ra. Chuyện đấy thì quá đơn giản, em sẽ chuẩn bị được luôn. Không biết là mình make up với mặc quần áo này đẹp chưa ta? Xinh. Chưa đẹp, chưa đẹp. Cái gì? Linh muốn làm đẹp ấy thì phải hỏi fan. Ôi dồi, cái đẹp ấy nó không đậu trên mặt bà đâu, mà nó nằm ở trong mắt đàn ông. Thôi lệ hồn, tôi nhìn mấy cái cô người yêu trước đây của ông ấy là tôi đủ biết thẩm mỹ ông đến đâu rồi. Xin lỗi nhá. Bà nói thế không đúng rồi. Các em yêu của tôi ấy, nhìn tổng thể thì cũng không được đẹp cho lắm. Rõ ràng. Nhưng khi đi vào chi tiết thì mỗi em có một sức cuốn hút riêng. Ví dụ như em Phí Công Anh thì em đẹp long lanh. Em Hoa Là Héo thì phụ kiện không hề dao kéo. Em Xoắn Là Gỡ nhá thì đôi môi không thể đỡ luôn. Em Tiêu Mà Nét thì ghép lại thì chuẩn luôn đi nữa. Mà nói không phải nịnh,
Nhìn tổng thể hôm nay của bà ấy, tôi thấy bà giống mỹ nhân rồi đấy. Ô, này, bình thường mắt ông bị sang vành nhưng mà hôm nay trông vào đúng vị trí đấy. Đấy là sắc về tổng thể. Nhưng khi đi vào chi tiết ấy, thì cách trang điểm với ăn mặc của bà đã dìm đi cái vẻ đẹp tiềm ẩn đấy. Bà phải thay đổi đi. Ông cũng thấy thế à? Tôi cũng đang định thay đổi cái style, nhưng mà không biết là cái phong cách nào thì hợp với tôi hơn. Bây giờ bà mà nghe tôi ấy, thì đảm bảo đàn ông sẽ xếp hàng dài xin chết với bà luôn. Thế á? Thì nói cho tôi xem cách nào. Đơn giản, bà chỉ cần vén tóc lên não, nhả lượng cái cổ trắng này, đánh mắt màu xanh biếc, rồi mặc một chiếc váy màu hồng, ở dưới hơi xòe ra một tí. Uầy, tôi mới tưởng tượng thôi mà đã thấy bà giống thiên nữ rồi đấy. Ồ, mình là thiên nữ. Ê, này này này, đi đâu ấy? Tiên nữ bay về tổ. Nếu tiên nữ chịu búi tóc và thay váy ấy, thì có quà cho tiên nữ đây này. Đẹp dai thế. Thân tôi tên là Phong, bà thích không? Thích thích. Ê, thích thì nhích lên liền gì nữa. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Em thôi đi, em đừng có ngành nghề theo chị. Thấy chị mặc cái gì, thấy chị làm cái gì em cũng bắt chước theo như thế. Làm sao em có thể sánh được bằng Linh TP như chị. Thời trang và phong cách. Có mà thần kinh và phong thấp thì có ấy. Chị có Linh ơi, chưa ai nói với chị là già rồi thì đừng có mà đú ạ. À. Cái váy xì tin này, cái kiểu tóc xì tin này, với cả cái màu mắt xanh này này, thì chỉ những người xì tin và xinh đẹp như em mới hợp thôi ạ. À. Em không thể chấp cái đồ con nít đủ tóc vàng hoe suốt ngày đi bắt chước cái style phong cách của người khác thôi. Nhân rồi em ơi. Đang chat với dai hả? Chính xác, mà nói đúng hơn ý thì là dai đang chat với em. Mà chị cũng đang chat với dai à? Đương nhiên, em nghĩ em có dai mà chị không có chắc. Nhưng mà chắc chắn là dai của chị à. Không sánh được với dai của em đâu. Dai của em cứ phải gọi là đẹp trai số 1. Dai của em ý, mà gặp dai của chị ý, phải gọi bằng bố. Niềm thiên, đấy là nghĩa bóng thôi. Ý chị nói là cái độ đẹp trai của người yêu chị nó là cấp độ bố của cái độ đẹp trai của người yêu em ý. Nhưng mà chốt lại thì người yêu chị cũng chỉ đáng sách xếp cho người yêu của em thôi. Cái gì? Người yêu em chỉ đáng lau giày cho người yêu chị thôi nhá. Cái gì? Sao đây? Có chuyện gì đây? Hả? Chả gì sắt. Thế thôi. Cả phòng, tập trung. Nhìn chung ý, ý tưởng lần này của mấy đứa không có gì để chê. Sếp tổng cũng rất là phê. Nhưng cá nhân anh muốn tê thêm một tí nữa. Thật ra là sửa lại đi nhá. Kiều Linh, em phải phụ đạo thêm cho Nana về khoản tinh quái. Còn Nana, em bịa ra một câu chuyện thật là ngây ngô cho nhân vật phù thủy. Đặc biệt là cái đoạn mà phù thủy lừa hoàng tử ấy. Thân ai người nấy lo, em không có rảnh nhá. Em không rảnh, chất xám của em ấy là dùng cho công chúa, chả liên quan gì đến phù thủy cả. Không bao giờ. Never and ever. Sao đây? Lại chiến tranh? Đang chiến tranh đóng nhá. Đóng bỏ cả tay luôn. Như thế thì không được rồi. Kiều Linh, Nana, vào phòng anh nói chuyện. Này, từ từ đã. Hai hoa hậu thân thiện đi đâu ấy? Vừa rồi là hai đang tức ở với nhau rồi đúng không? Đúng kỵ rồi đúng không? Nộp mỗi người 2 lít tiền cá độ còn gì nữa? Sang tiền. Nhanh lên. Tôi bảo rồi mà, con gái là phải đố kỵ. Rốt cuộc là tại vì sao mà hai cô dạo này suốt ngày hậm hực với nhau thế à? Tại vì chị Kiều Linh cứ bảo là người yêu chị hơn người yêu em ấy ạ. Tại Nana nó cứ bảo là người yêu nó hơn người yêu em ấy. Mà rõ ràng nó bắt chước cái phong cách của em rồi cả make up nữa nhá. Đồ bắt chước. Ai bắt chước chị, có phải chị bắt chước em thì có ấy. Em ý chị. Có em ý. Có mua cái vấn đề đẹp trai hơn hay là xấu trai hơn thôi mà cũng cãi nhau. Đưa ảnh này anh xem, anh phân định cho. Đây hả? Thế này là thế nào? Hai cô yêu cùng một thằng à? Cùng một thằng thật. Hai cô vớt thằng này ở đâu ra? Phan chúng. Thôi chết.
đi nhanh lên.